David cùng với mọi người, cũng như là hôm nay David cùng với SD sẽ phân tích một số các cái bản tin về thị trường coin, cũng như là các cái thông số của phân tích kỹ thuật, cũng như là phân tích cơ bản của ngày hôm nay. Thị trường coin lúc này là vốn hóa là được điều khiển lên khoảng độ 208 tỷ, hôm trước là 195, do vậy là cái sức hút của thị trường cũng như là dòng tiền đổ vào có vẻ nhiều hơn. Chúng ta nhìn thấy sắc xanh rất là tốt, và ngày hôm qua Ethereum nó bắn khủng khiếp, đúng không ạ? Và Bitcoin tăng giá, XRP cũng vậy. Các tin tức như là XRP và Ethereum cho những cái tin tức rất là tốt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích cơ bản về nó. Thứ nhất đó là Bitcoin lúc này chúng ta sẽ theo dõi một số các cái biến động của phân tích kỹ thuật của ngày hôm nay. Thì SD, anh có đánh giá gì về thị trường Bitcoin lúc này? Anh có thể theo dõi và đưa ra các cái phân tích trong lúc này của ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Thì tôi thấy trong cái phiên cuối tuần hôm nay ấy, thì Bitcoin đang có cái dấu hiệu tăng. Thì giá đang tăng hơn 1% so với hôm qua. Thì trên biểu đồ kỹ thuật H4 này thì chúng ta thấy giá đang ở cái ngưỡng cao. Thì bây giờ chúng ta kẻ một số cái channel để đánh giá cái xu hướng Bitcoin. Thì chúng ta kẻ channel lên thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin đang vẫn duy trì cái đà tăng. Trong ngày hôm nay thì vẫn đang cái trend của Bitcoin đây. Thì chúng ta thấy là thì cái giá đã tăng đây, đang tăng lên. Phá vỡ, nó phá vỡ đúng không? Phá vỡ cái trend giảm tạm thời này mà chúng ta thấy là chưa có dấu hiệu bán xuống. Tức cái lực bán xuống đang yếu. Đấy, thì xu hướng hiện tại của Bitcoin thì cho tôi đánh giá là giá thì nó sẽ giảm một chút về test lại cái trend vùng trend này. Đấy, thì ở cái ngưỡng khoảng 7.000, 6.900, 7.000 này thì và tiếp tục nó sẽ tăng lại. Vậy thì vẫn là một cái kênh mua đúng không? Vâng, theo tôi đánh giá thì Bitcoin vẫn có xu hướng tăng và chúng ta kênh bán ở kênh mua ở những cái vùng thấp này 6.900 này. Để chi tiết hơn thì chúng ta có thể kể ra những cái vùng hỗ trợ. Tôi thấy rằng các cái nến rút chân ở các cái vùng vùng trên này đúng không ạ? Các cái vùng như là 6780, các vùng 68, 67, 6742, 6820 và đặc biệt là những cái test cái nến nhỏ li ti, đặc biệt là ở vùng này nó test đi test lại trong ngày hôm qua. Vâng. Đúng không ạ? Do vậy là các cái nến nhỏ li ti nó giống như là tích lũy tích củi về để nó có thể bùng cháy lên. Tuy nhiên có một cái nến bất thường xảy ra lên được cái vùng là 7283, sau đó lại bị đánh xuống. Hôm nay có một cái tin tức là 21 triệu USDT bị hack, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Có thể là gì ạ? Cái việc xả hàng cũng như là bán ra trên thị trường khiến cho cái lực mà mua Bitcoin nó đang yếu dần đi. Tuy nhiên về theo yếu tố phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy được các cái khung thời gian trung hạn và dài hạn thì chúng ta sẽ xem xét sau, nhưng mà ấn yếu tố ngắn hạn. Yếu tố ngắn hạn thì cho chúng ta được các cái vùng tích lũy, đặc biệt là cái vùng 71-70 nó coi như một cái mức cản cứng. Và cái trend xu hướng này là xu hướng đi lên được của cái vùng mà giá đã được đỡ. Thế thì anh có đánh giá gì khi mà nếu trong trường hợp được chúng ta đi mua ở vùng 69, 7109 ở các vùng này thì liệu nó có test ở các cái vùng như là 7373 này hay không? Vâng, thì cái vùng 7300 ấy là cái vùng cản quan trọng của Bitcoin, như những cái bài phân tích của chúng ta trong những ngày gần đây ấy. Thì tôi đã chú ý cho tất cả các mọi người là cái mức 7300. Khi mà Bitcoin nó tăng lên đấy và nó test thì nếu phá vỡ mức 7300 ấy thì nó có thể lên mức 8000. Và chúng ta lưu ý là đây là cái đang vùng giá 7100 rất là gần. Khả năng cao là nó sẽ tăng lên 7300 để nó test lại. Thông thường nên là vào 3 giờ đêm ấy thì cái thị trường rất là hay biến động. Tôi có cái kinh nghiệm về nói về các cái vùng 3 giờ đêm là như vậy. Thế thì khi mà giá ở đây là nó sẽ test các cái vùng hỗ trợ vào vùng 7300, 7343 này là những cái vùng phải nói rằng là nó cứng rất nhiều các lần mà nó có thể nó mong muốn phi lên nhưng nó không phi được lên, đúng không ạ? Nhưng mà các cái mô hình trước thì nó tạo các cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước khiến cho có những cái cú đâm rất là mạnh, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi thấy là bắt đầu trong ngắn hạn là các đỉnh trước và các đỉnh sau nó bắt đầu cao hơn các đỉnh trước rồi.
Nó đã phá vỡ được cái đỉnh này rồi, đúng không ạ? Nó đóng cửa ở đây, sau đó có một cái lực bán xuống. Nhưng nó vẫn nghe vẻ vẫn là suy yếu, đúng không ạ? Lần này nó test không được, đến lần này nó test bắt đầu được rồi. À đúng không ạ? Lần này nó lại test được rồi. Nhưng lần này nó lại đang điều chỉnh. Thì nếu trong trường hợp mà tôi thì tôi cho rằng mua ở trên vùng 17.300 thì sẽ tốt hơn. Do vậy cái việc mà chúng ta đánh giá là nó test ở ba cái đỉnh ở các cái vùng như sau, đúng không ạ? Cái đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước rồi anh nhé. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rồi. Do vậy là gì ạ? Nếu trong trường hợp mà gì ạ? Các cái đỉnh này mà nó hiện diện của một cái xu hướng tăng lên, việc mua vào ở vùng giữa của Bollinger Band khiến cho chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Đi theo một kênh mua và hoàn toàn nó test cái vùng 7.300 và đi lên các cái vùng 7.700. Tôi kỳ vọng rằng là Bitcoin sẽ bay lên các vùng 8.000. Thì anh đánh giá như thế nào về cái xu hướng trung hạn và dài hạn như vậy? Vâng, thì giống như bạn phân tích cách đây 2 ngày thì chúng ta đã nhận định được Bitcoin khi mà vỡ mốc 7.300 ấy thì hoàn toàn phải lên mức 8.000. Thì đấy là, okay, là trong thời gian trung hạn là như vậy. Ok. Chúng ta xem lại cái Facebook mà chúng ta đây là cái kỷ niệm 7 năm tôi ở bên Nhật đây. Xem lại qua các cái thông tin về Bitcoin của cách đây mấy hôm chúng ta phân tích. Đấy, đúng rồi. Ok. Vẫn là cái mà cách đây ngày 17, tức là hôm nay là được 3 hôm rồi, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp Bitcoin tầm 8.000 nó test các cái mốc này, đúng không ạ? 7.300 là mức rất là cứng, đúng không ạ? Test 8.000 thì hy vọng rằng sẽ có cú đổ đèo, đúng không ạ? Vâng. Những người canh sell thì sẽ sell ở vùng 8.000. Vâng. Những người canh mua thì chúng ta có thể mua ở vùng 7.300. Thế lúc này cái tiệm cận vùng 7.100, 7.300 nó cũng là một trong những cái vùng mà rất là cứng. Tôi thì tôi vẫn thiên về cái việc là canh sell ở vùng 8.000 để chờ kỳ vọng xuống 6.000, thậm chí là có thể sâu hơn. Tuy nhiên lúc này các đỉnh ở trong ngắn hạn, đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước, do vậy là cái việc mà chúng ta phân tích Bitcoin lúc này để chúng ta chờ những cái tín hiệu tốt. Nếu ăn sóng những cái sóng ngắn thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể là theo dõi các cái sóng ngắn. Tuy nhiên là nếu trong trường hợp sóng dài hơn chúng ta vẫn chờ bán đỉnh sẽ tốt hơn, đúng không anh? Dạ. Ok. Thì hôm nay chúng tôi đưa ra các cái tín hiệu về Bitcoin trung hạn, ngắn hạn và dài hạn để cho mọi người có thể có một cái bài tổng quan. Tôi lại tiếp tục phân tích đến đồng Litecoin ngày hôm qua. Litecoin trong ngắn hạn cũng đi theo Bitcoin, cũng đưa ra một số các cái mô hình điều khiển tăng lên từ các cái vùng 44 là đỉnh cao nhất, và nó cũng test ở các cái mốc là 43.17. Hiện tại nó đã vượt qua nhưng mà đã bị mức cản đánh là không thủng qua cái mốc này. Và cái mốc 46 này cũng là một trong mốc rất là cứng. Do vậy giá đang điều chỉnh ở các cái vùng như là 42, vậy các điểm mua vào trong ngắn hạn được coi như là một trong những cái chúng ta có thể mua. Tuy nhiên trong lúc này cũng giống như Bitcoin, Litecoin và Ether, chúng ta kỳ vọng ở các mốc cao để bán ra sẽ tốt hơn. Thì cái Litecoin này tôi phân tích qua như vậy để mọi người có thể xem. Còn tôi muốn anh phân tích chi tiết về con Ether này để cùng với chúng tôi cho mọi người theo dõi. Anh có đánh giá gì với Ether lúc này? Vâng, để chúng ta chuyển sang những khung thời gian lớn hơn, 4 giờ. Đấy thì chúng ta thấy là cái đồ thị của Ether cũng khá giống Bitcoin. Vâng. Nó đang tích lũy ở cái mức cao này. Vâng. Đấy thì giống như cái đợt tăng gần đây nhất thì đấy, khi nó tăng lên và nó tích lũy ở những cái nến nhỏ DT này, thì bây giờ giá cũng tương tự như vậy, thì nó tăng lên và đang tích lũy ở khu vực DT. Vâng. Tức là theo tôi đánh giá thì xu hướng vẫn đang duy trì trên đồ thị của Ethereum. Đấy, là chúng ta có lực đỡ đúng không? Chân đúng. Nến đúng không? Price action nó đưa ra đúng không? Nhìn thấy đúng không? Chúng ta thì không nên canh bán ở thời điểm này, và chúng ta chỉ có chờ đợi khi mà giá nó giảm để chúng ta mua, đúng không? Chúng ta mua lên. Bởi vì cái price action nó nhìn thấy cái cây nến nó rút dâu đúng không? Vâng. Đấy, thì chúng ta thấy là ở cây nến hiện tại thì giá đang giảm nhẹ. Đấy, thì có thể là nó sẽ giảm về cái vùng gần đây, cái vùng này hỗ trợ này. Vâng. Đấy, thì khi mà chúng ta thấy được là cái giá tốt, đây là cái vùng khoảng 170.17. Đấy. Vùng này. Ok anh. Đấy, thì khi nó giảm lại ở cái vùng này là 175. Vâng. Đấy thì đây là cái điểm mua rất là tốt để mô hình nêm. Giá đã phá mô hình nêm và tăng lên. Ok.
Còn các cái mô hình mà nó đánh xuống như này mà nó bật lên đúng không ạ? Đây tôi cũng nhìn thấy một cái mô hình mà ở trong 4 giờ nếu mà trong trường hợp ai mà đánh dài hạn đúng không ạ? Tôi nhìn thấy ở cái này đúng không ạ? Nếu trong trường hợp nó phá vỡ mức cản đây rồi thì trong trường hợp mà giá đi về các cái vùng như là 160 là chúng ta đã có điểm mua rồi đúng không anh? Vâng, thì 160 đấy là đã diễn ra rồi và bây giờ giá khá ở trên cái ngưỡng cao rồi, trên 170 rồi. Ok. Đấy, thì bây giờ điểm mua là cái vùng 175 này. Vâng. Khi mà nó test lại trên này. Ok. À, vậy thì là Ether trong ngắn hạn và trung hạn chúng ta vẫn có những cái cuộc lội ngược dòng để sao cho đi tìm về các cái vùng như 231 trong thời gian tới đây. Đặc biệt nữa là gì ạ? Các vùng như là 200 cũng là một trong những mức cản mà khi nó đổ đèo. Tôi có thiên hướng rằng là gì ạ? Các cái vùng mà nó test các cái mốc hỗ trợ nó rất là cứng ở trong cái quá khứ này. Các cái vùng như là vùng 183 đã đập qua, đã bứt phá qua đúng không ạ? Tất cả cái nó sẽ chinh phục cái mức 226. Hy vọng rằng là gì ạ? Thị trường sẽ có những yếu tố tích cực. Đặc biệt là cá mập nó sẽ bơm thổi lên để cho chúng ta có được những bước sóng nhỏ lúc này. Anh đánh giá các cái con sóng là chúng ta kẻ xem cái trend line nó như vậy đúng không ạ? Tôi thấy nó bứt phá có khả năng sẽ lên rất là mạnh đúng không ạ? Và chúng ta thấy trend line đây, trend giảm đây. Thì khi mà giá đã phá thành giảm mà nó tích lũy rất lâu rồi. Thì cái này thì giá vẫn có khả năng tiếp tục tăng mạnh nữa trong thời gian tới. Vâng. Vậy thì những nhà đầu tư đang có xu hướng mua Ether đúng không ạ? Hoàn toàn chúng ta có thể mua. Tiếp theo đến BNB, anh xem BNB. Vùng 16 này thì anh có đánh giá như thế nào đối với vùng 16 này cho BNB? Thì chúng ta cũng thấy là đa phần thị trường coin cũng chạy theo Bitcoin là chính. Ok. Cái mô hình của BNB cũng khá giống các altcoin khác. Thì cũng đang tích lũy ở cái vùng cao này. Chúng ta thấy cổ tỷ là giống Ethereum và Litecoin không? Vâng. Mà chúng ta cũng kẹt những cái trend dài hạn ra thì thấy là giá đa phần phá vỡ những cái đường hình hình là dài hạn rồi. À. Đấy. Ok. Đấy, giá đã phá. Giá đã phá và đang có xu hướng là đây, cái đường hình giảm này mà đã phá và test lại. Vâng. Và đang tăng lên. Vâng. Đấy, thì xu hướng tiếp theo là vẫn có nhiều khả năng là tiếp tục tăng. Vâng. Đây là cái kênh mà đây này. Và chúng ta thấy là giá đang giảm nhẹ. Đúng rồi. Thì ở cái mức này ví dụ như là nếu như ai có xu hướng canh mua thì có thể canh ở những cái vùng khi nó test lại trên là vùng 15.2 này. Vâng. Đấy. Thì đây là cái vùng giá mua đẹp. Ok. Chúng ta có thể thấy rằng là các cái mô hình vẽ thì đợt này tôi với lại SD sẽ đưa ra cho chúng ta những cái mô hình về trendline. Thì bây giờ tôi lại áp dụng tiếp theo các cái indicator đối với Bollinger Band, các cái Bollinger Band và Ichimoku khiến cho chúng ta nhìn thấy nó sẽ phức tạp hơn một chút, tuy nhiên là nó sẽ củng cố các mức cản của chúng ta. Bollinger Band hiện tại các cái nến đang giảm ở về vùng giữa của Bollinger Band bao gồm 15.08 thì điểm mua tốt nhất ở vùng 15.1, 15.08 và vùng tầm 15.9. Thì đây là cái mà chúng ta xem thì nó tiệm cận ở các mốc, có thể nó sẽ không về các vùng 14 và 15.1 như này, 14.9 và 15.1 có thể là không về. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể là đưa ra các cái mô hình của Ichimoku để chúng ta xem xét các cái nến mà cho chúng ta xem. Các đám mây nó sẽ hình thành để nó tạo ra một cái mức cản của giá. Đám mây hiện tại đã đổi màu, và nó tạo ra những cái mốc mà đám mây hiện tại đã tạo ra những cái mốc có thể biết được là nó vượt xa các mức cản khiến cho gì ở BNB hoàn toàn có thể gì tăng lên. Các mốc tích lũy của nó là vùng 19 cộng với lại gì ở vùng 17.6 và vùng 19. Đây là những cái yếu tố để chúng ta xét xem nó có thể gì chinh phục các cái mốc này hay không. Và khi nó đã chinh phục mức này thì hoàn toàn nó có thể bay rất là mạnh. Tuy nhiên các yếu tố ở đây nó tác động lên các vấn đề phân tích kỹ thuật. Còn phân tích cơ bản thì sao? Chúng ta cần phải đưa ra các cái thông tin, đúng không ạ? Rất nhiều các thông tin. Trong thời gian vừa qua thì thị trường Mỹ đã bơm tiền ra để cứu chứng khoán cũng như là các cái mô hình mở cửa về thị trường tài chính. Đặc biệt là gì ạ? Tổng thống đang kêu gọi các nước châu Âu cũng phải đi làm lại cũng như là bơm tiền vào để đất nước phát triển kinh tế tránh bị tụt hậu và sau khủng hoảng khi dịch bệnh. Thế thì các cái mốc này nó sẽ giúp cho chứng khoán có khả năng là sẽ tăng trưởng. Và khi tăng trưởng chứng khoán thì dòng tiền nó sẽ đổ về chứng khoán khiến cho nó sẽ hút từ bất động sản
từ thị trường coin, từ thị trường vàng, khiến cho chúng ta cũng phải cảnh giác. Tôi vẫn thiên đến các vấn đề gì cá mập xả hàng khi mà nó bơm thổi theo các yếu tố phân tích kỹ thuật và nó sẽ tung lên các cái vùng hỗ trợ rất là cứng của cái vùng cản thì bắt đầu cá mập bắt đầu mới xả hàng. Thì anh có đánh giá như thế nào khi mà các cái vùng Bitcoin nó xả hàng khiến cho các toàn bộ altcoin nó sẽ đi xuống? Vâng, vẫn có thể có những khả năng như vậy. Chúng ta không thể lường trước được những điều gì, nên là trong những trường hợp mà chúng ta khi mà chúng ta no thì chúng ta phải luôn luôn có những cái điểm mà chốt lỗ. Vâng. Dừng lỗ khi mà thị trường nó đảo chiều bất thường. Vâng. Trên đây thì David và SD đã phân tích cho mọi người những cái tổng quan về thị trường đối với lại hệ thống đưa ra. Mọi người có thể theo dõi trong Facebook Ông Già Đầu Tư để chúng ta xem các cái thông tin về đầu tư gì. Lúc này chúng ta đang xem xét đến giá đường, giá cà phê hay là giá dầu. Ngoài ra GFX đưa ra các giải pháp No Loss System, một trong những giải pháp không thua lỗ với hệ thống tài khoản quản lý các cái hệ thống robot như là các cái phương pháp trade. Thì mọi người có thể Zalo 0987732228. Trong thời gian tới thì cái video để đào tạo các cái khóa học nay thì David sẽ rút về đào tạo online, tôi và SD sẽ đào tạo về online. Thì hy vọng ở các video sau chúng ta ai cần học về phân tích kỹ thuật cũng như là đưa ra các cái yếu tố để kẻ vẽ rồi phân tích tin tức thì chúng ta sẽ có các cái mô hình giá để chúng ta được học. Thì ở các video tiếp theo thì hy vọng rằng mọi người sẽ có cái cách để đăng ký các cái khóa học cùng với chúng tôi thông qua các khóa học online. Ngoài ra chúng ta đăng ký kênh đầu tư trong thế giới đầu tư đó. Có các cái bài mà chúng ta có thể test, đặc biệt là có một cái bài về giá dầu, tìm hiểu cơ hội dầu, chúng ta có thể theo dõi. Sau đó là gì ạ? Chúng ta tìm hiểu các cái mô hình về giá dầu. Thì hy vọng rằng mọi người có cái đăng ký và tìm hiểu để tạo ra một kênh đầu tư tốt nhất. Xin được cảm ơn mọi người.